Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục về tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, mưa lớn vẫn tiếp diễn, lượng mưa tích lũy tháng này ở Quảng Đông đã lên tới 4-4,5 mm. Đây là lượng mưa tại tháng này mạnh nhất trong 10 năm qua. Trong 3 ngày tới, ở Quảng Châu sẽ có mưa to cục bộ, thậm chí mưa rất to. Vùng núi phía Bắc mưa có thể rõ hơn. Theo Cục Khí tượng, trong thời kỳ này, lượng mưa trung bình trong lịch sử của Quảng Đông là 324,4 mm với mức tối đa lịch sử là 625,6 mm và tối đa là 383,7 mm trong quá khứ 10 năm. Từ ngày nửa cuối tháng trước đến nay, lượng mưa tích lũy trung bình ở Quảng Đông năm nay sẽ đạt 4-4,5 mm, vượt qua năm trước và trở thành mức mạnh nhất trong 10 năm. Đài quan sát khí tượng dự đoán rằng từ 5 ngày qua, lượng mưa lớn ở Quảng Đông sẽ tiếp tục và có xu hướng tăng cường, đồng thời một số thành phố và quận sẽ có dông bão và gió mạnh cấp 10 trở lên. Do ảnh hưởng bởi lũ thượng nguồn rút và nước thủy triều, dự kiến mực thủy triều cao của sông Châu Giang sẽ vẫn vượt mức cảnh báo vào ngày mai. Thành phố trung tâm và quận Phiên Ngung sẽ vượt mức cảnh báo từ 0,6 đến 1,1 m và cảnh báo lũ lụt thành phố trung tâm vẫn sẽ được đưa ra. Trong 2 ngày tới, mực nước thủy triều trên sông Châu Giang vẫn ở mức cao, một số trạm tiếp tục có mực nước vượt cảnh báo. Về tín hiệu cảnh báo sớm, từ ngày mai đến ngày kia có thể phát tín hiệu cảnh báo sớm mưa dông và gió giật mạnh màu vàng trở lên và tín hiệu cảnh báo sớm màu cam vàng trở lên với mưa lớn, dông và gió giật mạnh có thể được phát vào 4 ngày tới. Về tín hiệu báo bão, trong thời gian có dông lớn có thể kéo tín hiệu báo bão số 1 hoặc số 2 trong khu vực cảng biển. Ước tính mưa tích lũy trung bình của thành phố đợt này có thể vào khoảng 450 đến 550 mm, cao hơn 100 đến 200 mm so với cùng kỳ 10 năm qua. Văn phòng Bộ Chỉ huy Phòng thủ thành phố nhắc nhở, đợt mưa vừa qua kéo dài rất lâu, lượng mưa tích tụ lớn, độ ẩm trong đất cao. Trong 3 ngày tới sẽ có tiếp tục mưa to đến rất to. Tác động của đợt mưa lớn lần này chồng chất lên đợt trước, nguy cơ xảy ra các tai biến địa chất như sạt lở đất, sạt lở núi là rất cao, cần hết sức đề phòng. Đồng thời lưu ý tác động của lượng mưa lớn gây ngập úng đô thị và giao thông đường bộ. Mực nước thủy triều cao của sông Châu Giang tiếp tục dâng cao, cần chú ý đến tác động chồng chất của tình trạng lũ lụt và thực hiện các biện pháp phòng ngừa liên quan, tăng cường giám sát và điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn trong các khu vực trọng điểm như kỹ thuật đô thị, công trình xây dựng, tường cũ, công trình xây dựng tạm thời, đường hầm và cống, các điểm ngập úng thấp. Quý vị thân mến, dòng sông Châu Giang xinh đẹp, rực rỡ sắc màu, nguồn nước phong phú hàng nghìn năm qua đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ người dân hai bên bờ. Dòng nước trong vắt của Châu Giang đã nuôi dưỡng vùng đất rộng lớn phía Nam Trung Quốc từ ngàn xưa và đã mang lại mùa màng bội thu cho những người dân cần cù và dũng cảm ở lưu vực sông Châu Giang, niềm vui và hy vọng. Tuy nhiên, mặc dù tài nguyên nước ở lưu vực sông Châu Giang rất phong phú, nhưng do sự phân bố không đồng đều về thời gian và không gian, thiên tai lũ lụt thường xuyên xảy ra, đặc biệt là ở vùng trung lưu và hạ lưu của vùng đồng bằng. Theo thống kê chưa đầy đủ của dữ liệu lịch sử, kể từ thời nhà Hán, lưu vực sông Châu Giang đã có hơn 400 trận lũ lụt. Và các trận lũ lụt lớn trong thế kỷ bao gồm lũ lụt Tây Giang năm 1915, 1968, 1988, 1994, 1996, 1998 và năm 2005, lũ lụt Đông Giang năm 1959, lũ lụt Bắc Giang năm 1982, lũ lụt Nam Bàn và Bắc Bàn Giang năm 1991. Khả năng xảy ra lũ lụt ngày càng tăng và thiệt hại do lũ lụt gây ra ngày càng tăng cùng với sự gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Theo thống kê của các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, thiệt hại kinh tế trực tiếp do lũ lụt gây ra trong hơn 20 năm qua lên tới 1.680,3 tỷ nhân dân tệ. Trung bình, mỗi năm thiệt hại 70,4 tỷ nhân dân tệ. Các thảm họa lũ lụt điển hình ở lưu vực sông Châu Giang kể từ thế kỷ 20 như sau. Vào tháng 7 năm 1915, trận lũ Tây Giang và Bắc Giang 200 năm mới xảy ra một lần. Lưu lượng đỉnh của trạm Ngô Châu trên sông Tây Giang là 54.500 m3 trên giây. Lưu lượng đỉnh của trạm Hàng Thạch trên sông Bắc Giang là 21.000 m3 trên giây. Hơn nữa, sông Đông Giang bị ngập lụt khi thủy triều dâng cao, khiến đê Châu Thổ Châu Giang gần như bị sập hoàn toàn. Tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng ở Quảng Đông và Quảng Tây là 933.000 m2 và dân số bị ảnh hưởng là khoảng 6 triệu người. Trong số đó, đồng bằng Châu Giang bị ngập 432.000 m2 đất canh tác, 3,78 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 100.000 người thiệt mạng hoặc bị thương. Thành phố Quảng Châu bị ngập trong 7 ngày. Vào tháng 7 năm 1949, sông Tây Giang xảy ra trận lụt 50 năm mới có một lần. Lưu lượng đỉnh lũ tại trạm Ngô Châu là 48.900 m3/giây. Bờ chính và các nhánh của trung và hạ lưu sông Tây Giang và đồng bằng sông Tây Bắc bị ngập lụt nghiêm trọng. Liễu Châu, Quế Lâm, Nam Ninh, Ngô Châu và các thành phố khác bị ngập lụt. Diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở Quảng Đông và Quảng Tây là 393.000 m2 và số nạn nhân lên tới 3,7 triệu người. Vào tháng 6 năm 1959, lưu vực sông Đông Giang có mưa lớn dẫn đến trận lụt thảm khốc trăm năm mới có một lần ở sông Đông Giang. Lưu lượng đỉnh lũ được khôi phục tại trạm Bulu là 14.100 m3/giây, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Vào tháng 6 năm 1968, thượng và trung lưu sông Tây Bắc có mưa lớn, sông Bắc Giang 20 năm mới có một lần, sông Tây Giang 1 năm có một lần. Khu vực này bị sụp đổ và tràn ra ngoài, và mực nước dâng cao ở đồng bằng Châu Giang kéo dài cả tháng. Trận lũ lụt này đã gây thiệt hại cho 128.000 m2 đất nông nghiệp ở trung và hạ lưu sông Tây Giang và Bắc Giang và đồng bằng Châu Thổ. Vào tháng 5 năm 1982, lưu vực sông Bắc Giang có mưa lớn, trung và hạ lưu sông Bắc Giang trải qua trận lũ 50 năm mới có một lần. Các nhánh Liên Giang và Bình Giang đã vượt qua lũ lịch sử. Lưu lượng đỉnh lũ tối đa tại trạm Hengsi là 18.000 m3/giây, làm ngập 132.000 m2 đất nông nghiệp. 229 triệu người bị ảnh hưởng và 488 người chết. Đầu tháng 10 năm 1986, trận lụt lớn nhất xảy ra trên lưu vực sông Hồng kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng thời cũng là trận lụt lớn thứ hai trên lưu vực sông Hồng kể từ năm 1908. Dali, Chu Xiong, Yuxi và các quận khác nằm ở lưu vực sông Hồng và quận Hồng He là những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 173 người chết và 30 người bị thương nặng. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 1991, lũ lụt xảy ra ở sông Nan và Bắc Bàn Giang ở thượng nguồn sông Tây Giang và lưu lượng đỉnh lũ lớn nhất trong lịch sử là 8.200 m3/giây tại trạm lỗ này ở sông Bắc Bàn Giang. Lũ lụt gây thiệt hại kinh tế trực tiếp là 450 triệu nhân dân tệ ở các tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Tháng 6 năm 1994, miền Nam Trung Quốc mưa xối xả kéo dài 13 ngày liên tiếp, sông Tây Giang và sông Bắc Giang đồng thời hứng chịu trận lũ lụt 50 năm mới có một lần, kéo dài hơn 10 ngày. Lũ lụt đã ảnh hưởng đến 70 thành phố ở Quảng Tây và 39 thành phố ở Quảng Đông, khiến gần 1,25 triệu m2 đất nông nghiệp ở Quảng Đông và Quảng Tây bị ảnh hưởng, 21,48 triệu người bị ảnh hưởng, 446 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp là khoảng 28,4 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 7 năm 1996, mưa bão lớn xảy ra ở Đông Nam Quý Châu và miền Trung và Bắc Quảng Tây trong lưu vực sông Châu Giang, kỷ lục cao nhất ở khu tự trị dân tộc Choang. Lúc 20 giờ ngày 19, trạm Liễu Châu có mực nước đỉnh lũ là 92,43 m, vượt mực nước cảnh báo 10,93 m, lưu lượng đỉnh lũ là 33.700 m3/giây. Diện tích đất canh tác bị ảnh hưởng là 480.000 ha, dân số bị ảnh hưởng lên tới 8,17 triệu người và 249 người chết. Lớn nhất ở Quảng Tây, 90% đường phố, khu đô thị của thành phố Liễu Châu, một thành phố công nghiệp ở Trung Quốc bị ngập lụt. Từ ngày 5 đến ngày 27 tháng 6 năm 1998, lưu vực sông Châu Giang trải qua những trận mưa xối xả trên diện rộng và mưa lớn cục bộ. Sông Tây Giang hứng chịu một trận mưa lũ thảm khốc trăm năm mới có một lần. Trạm thủy văn Ngô Châu có mực nước đỉnh lũ là 26,51 m, lưu lượng đỉnh lũ là 52.900 m3/giây. Đây là trận lũ lớn thứ hai tại trạm Ngô Châu kể từ sau thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo thống kê của tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, về cơ bản không xảy ra tình trạng vỡ kè dọc hai bên bờ sông. Mưa lũ xối xả đã ảnh hưởng đến 14,98 triệu người, 903.300 m2 hoa màu bị ảnh hưởng, 156 người chết và thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 16,03 tỷ nhân dân tệ. Cuối tháng 10 năm 2000, dưới ảnh hưởng chung của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, hầu hết các khu vực của tỉnh Hải Nam liên tiếp xảy ra mưa lớn và mưa xối xả cục bộ, khiến mực nước các sông lớn ở Hải Nam dâng cao đột biến. trạm Nam Đô Giang Long Đường là 15,98m vào lúc 5 giờ ngày 16, cao hơn 4,48m trên mực nước cảnh báo, 1,92m trên mực nước cao nhất được đo trong lịch sử và tốc độ dòng chảy tối đa là 9.300m3 trên giây. Mưa lũ lớn đã khiến 2,97 triệu người ở 15 thành phố bị ảnh hưởng, 10 người chết, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,91 tỷ nhân dân tệ. Đầu tháng 7 năm 2001 bị ảnh hưởng bởi các cơn bão số 0103 và số 0104, các khu vực ven biển Quảng Tây và lưu vực sông Tây Giang đã trải qua mưa lớn như trút nước và sông Ngọc Giang hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ngày 8 tháng 7, trạm thủy văn Nam Ninh xuất hiện đỉnh lũ vượt mức 77,18m, lưu lượng lớn nhất 13.400m3 trên giây. Mưa lũ xối xả khiến 14,645 triệu người ở Quảng Tây và sông Châu Giang ở Quý Châu bị ảnh hưởng, 32 người chết do thiên tai, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 15,174 tỷ nhân dân tệ. Vào giữa và cuối tháng 6 năm 2005, lưu vực sông Châu Giang xảy ra một trận mưa bão lớn liên tục khiến mực nước sông lớn tiếp tục dâng cao. Vùng trung và hạ lưu sông Tây Giang đã từng trải qua một đợt lũ lớn trong 100 năm, lưu lượng đỉnh lũ là 53.900m3 trên giây, đứng thứ hai trong thế kỷ qua. Sông Bắc Giang 20 năm mới có lũ một lần, sông Đông Giang có lũ lớn nhất 40 năm qua, lũ Tây Giang và Bắc Giang tràn vào đồng bằng sông Châu Giang. Chung với trận lụt thiên văn lớn nhất trong 19 năm qua, trong đợt chiều cường, đồng bằng sông Châu Giang cũng đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, mưa lớn, lũ lụt gây ra thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ, 12,628 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 163 quận ở Quảng Đông và Quảng Tây, 131 người chết do thiên tai và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 13,595 tỷ nhân dân tệ. Hàng năm đến mùa bão ở bờ biển Đông Nam Trung Quốc dưới sự tấn công của những cơn bão mạnh, đôi khi gây ra chiều cường, đê biển ở vùng chiều ven biển Châu Giang bị vỡ gây thiên tai. Ví dụ cơn bão số 2 và số 15 năm 1964 đã làm 125 đê biển bị vỡ và gần 200.000 km2 đất canh tác bị ảnh hưởng. Cơn bão số 9 năm 1983 đã làm vỡ hơn 70 đê biển và ảnh hưởng 67.000 ha đất canh tác. Diện tích đất canh tác bị lũ lụt đe dọa ở lưu vực sông Châu Giang là 927.000 ha, chiếm 20% tổng diện tích đất canh tác toàn lưu vực. Thiên tai do chiều cường tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng thung lũng trung du và hạ lưu. Châu Thổ sông Châu Giang, diện tích đất canh tác bị đe dọa là 695.000 ha. Các thành phố lớn và vừa tập trung ở đây là tinh hoa của các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Trung và hạ lưu sông Châu Giang đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế lưu vực và thậm chí trong sự phát triển của nền kinh tế quốc gia của Trung Quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.